Trong một tương lai không xa, tội phạm công nghệ cao là hình thức tội phạm vượt trội về số lượng cũng như mức độ nguy hiểm trên thế giới. Hoạt động của chúng không chỉ gói gọn trong một quốc gia mà trải rộng trên toàn cầu. Vì vậy, một tổ chức liên minh giữa các quốc gia đã được thành lập nhằm đối phó với chúng. Các đặc vụ được trang bị những vũ khí công nghệ cao và tiên tiến nhất thế giới mang lại cho họ những siêu sức mạnh nhằm đối đầu với các băng nhóm tội phạm. Tên của tổ chức đó là FSC, Future Secret Council. Nhà đầu tiên hả? Vâng, anh là... Ngô. Thủy Tĩnh, bạn gặp nhận hiểu đấy. Quay lên. Đọc của Yero. Đi theo tôi. Kiểm tra sức khỏe, tình trạng tốt, tâm lý tốt. Đây là hệ thống Field Training của FSC. Các agent sẽ được đưa vào một hệ thống ảo và thực hiện các nhiệm vụ được đề ra. Các cảm giác của cơ thể như va chạm, thương tích sẽ được hệ thống tái hiện một cách chính xác, nhưng không có tổn thương vật lý nào thực sự xảy ra. Anh sẽ được hướng dẫn chi tiết bên trong hệ thống bởi đặc vụ Bỏng Ngô. Agent Bỏng Ngô, đặc vụ cấp A, vũ khí high-tech on, nổi bật trong các nhiệm vụ triệt hạ các băng nhóm ngầm chuyên sử dụng công nghệ cao cho các phi vụ bất hợp pháp. Nhiệm vụ ảo dành cho Agent Zero, đặc vụ thực tập, vũ khí Elite Blaster, nhiệm vụ đột kích và tiêu diệt, mục tiêu Numeric 101. Numeric 101, tội phạm cấp A, cấp độ truy nã A trên toàn thế giới, chung tổ chức HSC, High Tech Society of Criminal, chuyên sử dụng các công nghệ cao, đặc biệt công nghệ thiết lập môi trường ảo trong không gian thực, là tổ chức đứng sau các vụ đánh cắp thông tin mật, rửa tiền xuyên quốc gia, cũng như buôn bán các vũ khí công nghệ cao cho các hoạt động khủng bố. Các hoạt động phi vụ của HSC đã nhiều lần bị gián đoạn, cũng như sụp đổ bởi đặc vụ Bỏng Ngô. Cái đám này không, dù không bị thương nhưng cảm giác vẫn rất đau đấy. Vậy làm sao để thoát ra ngoài? Mã Vạch, khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ, nó sẽ đưa chúng ta rời khỏi đây.
đôi chân nhập. Thôi khỏi đây. Aizen, nguy hiểm cấp độ A. Aizen, Aizen, Aizen. Lâu ngày không gặp, mày để tao đợi hơi lâu rồi đấy. Này mày, mày vẻ như là mày rất thích cảm trọng việc của tao. Chuyện quá gì xảy ra này? Tiện cách của anh có thể thế.